chào các bạn, là mình là Binh đây. Thì hôm nay mình xin lỗi các bạn, tại vì mình cả tuần nay rồi mình chưa có ra video mới nên là mấy bạn thông cảm nha. Bởi vì người ta nói đợi chờ là mệt mỏi mà. Thì bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính. Hôm nay thì mình sẽ review lại cái game mà review thêm lần nữa cái game mà do chính mình tạo ra. Thì cái game này thì ở video trước mình có làm hồi trước đó mình có làm một cái video và cũng review game này, nhưng mà cái đó cũ rồi. Mình sẽ để link video đó ở dưới phần mô tả nha, nếu mà bạn nào muốn coi á. Còn bây giờ thì mình vô luôn. Đây game của mình nè. Đó. Mới vô thấy mình cầm cái súng với lại chỉ vô mặt zombie. Rồi. Đây là cái hình ở ngoài nè. Rồi bây giờ mình vô luôn nha. Go. Đi vô lẹ lên. Rồi, cuối cùng mình cũng vô được game rồi. Thì hiện tại ở ngoài chờ của mình đó thì mưa nên là nếu mà có ồn thì mấy bạn thông cảm nha. Còn bây giờ mình sẽ vô game luôn. Thì game này có rất là nhiều cái cập nhật mới nữa nha. Thì đầu tiên là để ý nhất là cái này. Mới vô là nó có cái này là play setting account đó. Cái setting thì mình chưa ấy nha, chưa có làm nên là mấy bạn thông cảm. Ủa này account gì thôi. Trong này có rất là nhiều cái cập nhật. Kim cương nè đó, thêm kim cương rồi shop mới rồi lung tung hết đó. Trong đó có một nhân vật không, đúng hơn là phải hai nhân vật lận. Rất là một nhân vật thì rất là dịu dàng, dễ thương. Mà đó là bà ngoại đó. Thì biết tí nữa mình sẽ cho cái mình sẽ dẫn các bạn đi coi bà ngoại nằm ở đâu nha. Thì nếu mà mấy bạn nào mà muốn bà ngoại cho ăn gậy thì hãy vô game của mình tới chỗ bả nha. Thì tí nữa mình sẽ chỉ sau. Còn bây giờ thì đó, mình cũng đang mặc một skin cũng nhân vật rất là hot luôn. Đó là Bandy. Dí đáp. Rồi. Thì trong game này thì mới vô thì có mấy con này nó đó, cái nào mấy bạn nào mà đánh thì coi thử mấy cái này nó nói gì rồi nha. Còn bây giờ mình không giải thích nó nói cái gì. Thì ở dưới đây thì nó có cập nhật shop này là mấy bạn bấm vô thằng này nè, thành nó ra shop. Đó, nó có mấy cây súng rồi nè. À mấy bạn chờ xíu, từ từ. Để tải này mình có mấy bạn chờ xíu nha. Tại vì cái này mình có tiền mười mấy ngàn cho nên là mình sẽ bỏ hết. Mình chơi lại từ đầu. Chứ chị nó ăn gian. Đây, 1 ngàn. Vô. Rồi. Mua cái súng lục trước. Rồi giờ hết tiền luôn. Trời. Nó đáp luôn. Đó, ôi. Ủa bị gì ta? À chắc lẩu á, mấy bạn thông cảm cho chờ xíu. Lâu lâu nó game nó dài cái lẩu nữa là mấy bạn thông cảm. Ở đây thì có mấy cái code nào nè. Start rồi nè. Thì ở đây mình sẽ cho mấy bạn một code đó là Brand. Đó, nhận được mấy bạn sẽ được một cái Gravity Coin. Rồi. Từ, mấy bạn chờ xíu. Thì bây giờ mình sẽ bắn mấy con này trước. Ồ, hơi bị ồn á. Bắn mấy con này trước kiếm tiền. Nhưng mà mấy này tiền nó hơi bị ít. Trời chết rồi. Nó lăn xuống. Nằm xuống. Con này thì rồi, bây giờ mình thử bắn zombie nha. Trời ơi, gài đạn lâu. Đạn ít nữa đã dị con zombie nó còn hồi máu nữa. Ồ yeah. Được nhiều tiền dữ à. Thì cái con mà được nói được nhiều tiền nhất là, nếu mà bắn được nhiều tiền nhất, một là con này nè. Con zombie công an. Hai là cái con Wario gì á, zombie chiến binh á. Từ để bắn con nè.
Cẩn thận nha, con này nguy hiểm lắm á. Nó có cái cây dùi cui điện á. Đụng vô một cái là mình nằm cứng nhắc luôn. À quên chứ, nãy giờ quên giới thiệu cho mấy bạn mấy nhân vật mới chứ. Nè, đầu tiên là con zombie này. Đó. Ê. Con này chạy hơi chậm nhưng mà đụng cái là chết. Đó. Cú chém chí mạng. Rồi. Rồi. À bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi này, đây nè, tab. Thì ở cái này thì mấy bạn thấy được số lượng kim cương với lại tiền á, nếu mà bạn nào chơi trên điện thoại á là thấy được à. Còn cái này ở dưới đây cái level, lại cái này là level để lên á. Cái đó mấy bạn tìm hiểu sao nha. Còn cái khác này là các bạn có thể cho tiền, gửi tiền người khác. Cái này để mà gửi tiền cho mấy người mà bạn muốn á, ví dụ như là gửi tiền cho bạn mình á, ví dụ như tên ghi là ở chỗ này là tên của mấy người bạn. Còn đây số tiền. Đó. Rồi. Rồi bây giờ để mình nào. Để coi mình đủ tiền mua gì chưa. Mình mới đủ mua cái dao à. Thôi khỏi, cái dao nó yếu. Bây giờ mình sẽ bắn tiếp. Farm mấy con zombie. Tì. Ơ. Con này cũng nguy hiểm lắm nè. Nó cũng giống với con công an á. Con này zombie cơ động. Con này nó cầm khiên bắn. Đó. Bắn không trúng. Không trúng người nó là không mất máu đâu. Này ít đạn quá. Rồi. Bộ gì ngon. Kích chỗ này. Rồi, bây giờ mình sẽ này đi. Đó, có cây này bắn ngon hơn. Mặc dù là cây này nó không bắn không có tiếng kỳ á. Ui ui. Một cái là chết á. Có gì sau này mình sẽ làm cái này, mấy súng này là phải có số lượng đạn có hạn nha. Con này đi chậm nhưng mà mạnh lắm, cũng giống như con kia. Bắn súng áo giáp nó không mất máu á. Ui ui trời ơi, ném chết. Ui, cái này cũng hơi yếu ta. À quên chứ, nãy giờ mình quên cho mấy bạn đi gặp bà ngoại chứ. Rồi. Cái này mình cứ như là mình đang chơi game của con ta luôn rồi. Cày luôn. Ồ, bà ngoại nói à. Cần, để mở tiếng nha. Trời. Ồ, chính chết. À quên chứ, bà ngoại này là bà bất tử, bà mình phải cần xài mấy cái vũ khí mạnh mới giết được bà luôn. Từ, để mình chạy về nhà. Bà ngoại mà bà ngoại mà đi đặt banh đi chờ. Bà ngoại gì mà chơi kỳ ấy, không đập mấy anh kia mà chơi đập thầy giáo banh đi. Ủa, con cây nó vô đây luôn rồi. Bắn. À, nó chết. Để lên đây. Thôi lần này mình cho ăn gian luôn. Vô. Xong luôn. Bá đạo luôn à. Ôi ơi. Được lắm. Đâu coi. Con. Lì hả? Chết đi. Yeah. Ồ đụng nó có mất máu. Rồi.
ơi, bà ngoại này, bà chết với tôi rồi hả? Tôi banh đi mà bà nghĩ sao bà đập tôi hả? Hả? Không đập ngờ. Ôi trời 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 trời. Ừ. Đó. Cây này là hơi bị bá nha, mà mắc lắm. Cây này cũng vậy, nó không xài được chiêu nhưng mà nó một phát là đai liền á. Đó. Ừ. Bà giỡn với cháu à? Lộn, bà giỡn với tôi hả? Vô, vô đây. Lì hả? Rồi bà chết luôn rồi. Lâu lâu thì bà hồi sinh thêm vài lần nữa. Bà còn cái này là bà chết luôn rồi, không hồi sinh nữa. Giờ đó, mình bắt đầu thành chùm game rồi. Không sợ con nào hết. Mấy con zombie này tuổi gì? Đó, một phát đai. Ủa cái nòng súng đâu? Cùi luôn rồi. Bắn cho cùi luôn cái nòng súng luôn rồi. Đó, không sợ con nào hết trơn. Một phát đai. Ồ, có con zombie đặc biệt nào. Con này chơi bắn không có được. Ủa sao mất. Ủa dễ mất máu rồi. Từ để coi thử. Ủa con này mau mất máu rồi. À từ để mình sửa nó lại. Ủa, nghe tiếng bà ngoại. Ủa bà chết rồi. Nhưng mà bà còn nói. Lên. Ý. Thì cái code thì hiện tại thì mình chỉ mới có 1 code thôi, nên là mấy bạn thông cảm nha. Từ từ mình cập nhật thêm tiếp mấy code tiếp theo. Để coi còn gì nữa không ta. À đúng rồi. Thì ở trước đây thì mình có làm một cái bản game này, gọi là bản tiếng Việt á. Thì nếu mà mấy bạn nào thì hiện tại thì mình đã có cái bản không mở cửa game, bản game này mà bản tiếng Việt à. Thì mấy bạn nào mà muốn mình mở bản tiếng Việt á, thì mình hãy comment phía dưới nha. Mình sẽ làm cái bản tiếng Việt cho cái game này. Còn giờ à, thôi ở dưới cống không có gì không. Trời ơi, ta chỉnh gì vậy, xấu gì. Không biết ban đi là cái gì hết trời. Ở trước đây thì mình sẽ dẫn cho mấy bạn coi hai bí mật. À đây, bí mật đầu tiên là cái này. Mặt chép được killer. Gì? Này chỉ là mấy cái hình thôi nha, chứ không có gì đâu. À, bí mật thứ hai đó là, đó thấy gì chưa? Gì? Mona Lisa đen đáp. Gì? Thì ở chỗ này đó. Ở chỗ này là chỗ Mona Lisa đáp đó. Rồi. Vô đây. Quán gà rán đi. Nãy giờ chơi không. đi chơi lung tung hết. Ủa trong đây quán gà rán gì không có gì hết trơn à? Dĩ không có gì luôn, trống trơn. Cục này mình không biết luôn. Thì mình nghĩ là video của mình tới đây là vậy thôi, để mà review lại cho mấy bạn coi cái mấy cái cập nhật mới thôi. Thì nếu các bạn thích thì hãy like, share và đừng quên ấn nút subscribe để ấn nút đăng ký để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới nha. Với lại nếu mà mấy bạn cũng đừng quên nhấn luôn cái chuông cạnh nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được video mới nha. Còn bây giờ thì bye bye.